Trước đó, lúc 18 giờ 50 phút ngày 10 tháng 3, sau khi nhận được thông tin về tàu cá ND92116TS bị sự cố hỏng bánh lái tại vùng biển cách cửa hội 54 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã lệnh cho tàu CSB1014 xuất phát đến vị trí tàu cá bị sự cố để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Đến 1 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3, tàu CSB1014 đã tiếp cận được tàu cá gồm có 6 thuyền viên do ông Vũ Văn Trinh, 40 tuổi, quê ở xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, Nam Định làm thuyền trưởng. Cùng thời điểm nêu trên, tàu CSB1014 tiếp tục nhận được tin báo tiếp tục tìm kiếm cứu nạn tàu cá NA97768TS gồm 16 thuyền viên do ông Phạm Văn Công, 43 tuổi, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng. Tàu bị mất bánh lái tại khu vực cách cửa hội 80 hải lý. Cán bộ chiến sĩ tàu CSB1014 đã động viên tàu ND92116TS neo tại vị trí trên chờ đợi. Đến 10 giờ 30 phút ngày 11 tháng 3, tàu CSB1014 đã tiếp cận được tàu NA97768TS và tiến hành lai dắt về vị trí tàu ND92116TS. Tàu CSB1014 đã cử tổ công tác sang hai tàu bị nạn kiểm tra, chăm sóc y tế, động viên tinh thần, cung cấp nhu yếu phẩm cho các thuyền viên. Hiện sức khỏe và tinh thần của các thuyền viên trên hai tàu bị nạn đã ổn định.